xả bỏ kẻ vô tri. Hoặc đến trên cõi trời hữu đỉnh, vì cõi trời này ở trên đỉnh cao nhất của thế giới hữu hình, thường gọi là trời giác cứu kính, vì chư thiên nói pháp môn bảy giác phần, hoặc nói đủ thứ pháp môn, các hòa báu và vô lượng thánh công đức khác, sau đó xả bỏ pháp đi. Do đó có câu quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, lại bỏ đi kẻ vô tri, tức là vô minh. Như Lai vô ngại trí thấy được, trong đó tất cả các chúng sinh đều dùng vô biên môn phương tiện, đủ thứ giáo hóa khiến thành thục. Cảnh giới này trí huệ vô ngại của Phật thấy được, tất cả chúng sinh ở trong trí huệ Như Lai, Phật hoàn toàn dùng vô biên pháp môn phương tiện, đủ thứ giáo hóa khiến cho tất cả chúng sinh thành thục. Quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, 87 kệ ở trên là cảnh giới thuyết pháp, 13 bài kệ dưới đây là dùng ví dụ để nói rõ công đức của Phật. Ví như huyễn sư khéo huyễn thuật, hiện làm đủ thứ các việc huyễn, Phật hóa chúng sinh cũng như thế, vì họ thị hiện đủ thứ thân. Ở trước nói Phật dùng vô biên pháp môn giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ thành tựu Phật quả. Ví như nhà huyễn thuật khéo biến hóa các việc huyễn thuật, Phật cũng như thế, ở trong biển sinh tử, tùy theo nghiệp của chúng sinh thì hiện đủ thứ thân để giáo hóa, đáng dùng thân gì độ được, thì liền hiện thân đó để vì họ nói pháp. Ví như trăng sáng trong hư không, khiến chúng thế gian thấy tăng giảm, tất cả sông ngòi hiện hình bóng, ánh sáng tinh tú bị che khuất. Ví như trăng sáng ở trong hư không, khiến cho chúng sinh thế gian thấy được hình dáng của mặt trăng, có lúc tăng thêm, có lúc giảm bớt. Từ ngày mùng 3 bắt đầu, hình dáng của mặt trăng mỗi ngày mỗi tăng thêm một chút, qua khỏi ngày giảm thì mỗi ngày giảm bớt một chút. Đây là sự thấy tướng phần của chúng sinh, cho nên có tăng có giảm. Tất cả sông ngòi và ao hồ đều hiện hình bóng của mặt trăng, các ánh sáng tinh tú khác đều bị che khuất. Như Lai trí nguyệt hiện thế gian, cũng dùng phương tiện hiện tăng giảm, tâm nước Bồ Tát hiện hình bóng, tinh tú thanh văn không ánh sáng, trí huệ mặt trăng của Phật xuất hiện nơi thế gian, cũng dùng pháp môn phương tiện thị hiện có tăng có giảm, có sinh có diệt, hoặc thị hiện đang tu hành, hoặc thị hiện vào niết bàn. Thì hiện đủ thứ cảnh giới khiến cho chúng sinh thấy được bền pháp Bồ Đề Tâm tu vô thượng đạo. Do đó có câu, Phật là mặt trăng sáng, thường lơ lửng trên bầu trời, tâm nước chúng sinh tịnh, bóng Bồ Đề hiện ra. Trong tâm nước, Bồ Tát hiện ra hình bóng Phật mặt trăng, thanh văn và duyên giác giống như là tinh tú. Ánh sáng bị che khuất, biến thành không có ánh sáng. Ví như biển cả báu đầy rẫy, thanh tịnh không đục vô lượng số. Hết thảy các chúng sinh bốn châu, Phật hiện thân ở trong tất cả. Ví như biển cả đầy rẫy các thứ châu báu, thanh tịnh không có dơ đục, số nhiều vô lượng, Phật đều hiện thân ở trước hết thảy chúng sinh bốn đại châu để giáo hóa chúng sinh. Thế nào là bốn đại châu? Tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Một, Đông Thắng Thần Châu, ở hướng đông núi Tù Gì, cõi nước đó hình bán nguyệt, tuổi thọ con người là 200 tuổi, cõi này dùng bông lụa làm sự giao dịch. Con người ăn cơm, ăn thịt, có lễ, đám cưới, đám tang, con người tín ngưỡng Phật Pháp. 2. Nam Thiện Bộ Châu ở hướng nam núi Tu Di, cõi nước đó phía nam thì hẹp, phía bắc thì rộng, tuổi thọ con người là 100 tuổi. Con người ở cõi đó dục rất là nặng, tóc dài ngắn khác nhau, quần áo mặc khác nhau, có sự siêng tu về phạm hạnh. 3. Tây Nghiêu Hóa Châu ở hướng tây núi Tu Di, cõi nước đó hình tròn, con người ở đó mặt cũng hình tròn, tuổi thọ con người là 300 tuổi. Dùng châu bò, ngựa, châu báu làm giao dịch. Ai cũng đều ăn thịt, con người sau khi chết đi thì cử hành hỏa táng hoặc thủy táng. 4. Bắc Câu Lư Châu, ở hướng bắc núi Tù Gì, cõi nước đó hình vuông, tuổi thọ con người là 1.000 tuổi, chẳng thọ 10 điều ác, rất là an lạc, sung sướng, ngũ cốc chẳng trồng, tự nhiên sinh ra, lúa gạo, không cần nấu, tự nhiên mà chín. Khi uống nước thì suối từ dưới đất vọt nước lên, thơm tho ngon ngọt. Nhưng chúng sinh ở châu này chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng gặp được tăng là 108 nạn. Biển công đức thần Phật cũng thế, không dơ không đủ không bờ mé, cho đến pháp giới các chúng sinh Phật đều hiện thân ở trong đó. Biển công đức thân Phật tích tụ cũng như thế, nhiều giống như chúng sinh bốn đại châu, biển công đức đó không có bụi dơ, không có nhiễm đục, không có bờ mé. Đây là cảnh giới đặc biệt của Phật, cho đến pháp giới hết thảy chúng sinh Phật đều hiện thân ở trong đó. Trong pháp giới có vô lượng thế giới. Thế nào là thế giới? Một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, một bốn đại châu là một thế giới. Trong kinh có nói rằng, thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước. Nhục nhãn của phàm phu chỉ nhìn thấy được một thế giới, trái đất, những thế giới khác chẳng nhìn thấy được.
Hiếu kính có bao nhiêu thế giới, dùng máy vi tính để tính cũng tính không ra đáp số chính xác được có bao nhiêu. Nhưng 3.000 năm về trước, Đức Phật đã nhìn thấu rõ, như thấy rõ quả Amala trong lòng bàn tay. Cho nên kinh văn thường dùng 3.000 đại thiên thế giới để làm đại biểu, kỳ thực nhiều như số cát sông Hằng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, trong một hạt bụi có các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, so với số thiên văn vẫn còn nhiều hơn vạn lần. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Tóm lại, hết thảy thế giới đều ở trong pháp giới. Do đó chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên. Tuy vô lượng vô biên nhưng mỗi chúng sinh đều thấy được Phật ở trước họ. Ví như mặt trời phóng ngàn quang, chẳng động bổn xứ chiếu mười phương. Phật nhật quang minh cũng như thế, không đến không đi chiếu thế gian. Phật giống như mặt trời trong sáng, phóng ra trăm ngàn vạn ước quang minh, chẳng động nơi bổn xứ mà chiếu khắp mười phương. Trí huệ quang minh mặt trời của Phật cũng như thế, không đến cũng không đi chiếu phá trở tất cả đen tối của thế gian. Ví như Long Vương đổ mưa lớn, chẳng tử thân ra, chẳng tử tâm, mà hay mưa xuống khắp mọi nơi, dập tắt nóng bức khiến mát mẻ. Ví như Đại Hải Long Vương tuôn đổ xuống trận mưa lớn, nhưng mưa chẳng phải từ thân của Long Vương ra, cũng chẳng phải từ tâm của Long Vương ra, mà mưa đó hay thấm nhuận tất cả vạn vật khắp cùng tất cả mọi nơi, dập tắt sự nóng bức khiến cho chúng sinh được mát mẻ. Như Lai mưa pháp cũng như thế, chẳng từ nơi thân tâm Phật ra, mà hay khai ngộ tất cả chúng, khắp khiến diệt trừ lửa ba độc. Mưa pháp của Phật cũng như thế, chẳng phải từ nơi thân của Phật ra, cũng chẳng phải từ tâm của Phật ra. Phật nói pháp môn phương tiện là ứng với nhân duyên của chúng sinh. Do đó có câu quán căn cơ thí giáo, vì người cho thuốc, gặp người nào thì nói pháp đó, thấy người có tâm tham thì dạy họ tu quán bất tịnh, thấy người có tâm sân thì dạy họ quán tử bi, thấy người có tâm si thì dạy họ tu quán nhân duyên, thấy người có ngã kiến thì dạy họ tu quán cõi phân biệt, thấy người tâm tán loạn thì dạy họ tu quán sổ tức. Diệu pháp của Phật nói hay khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh sinh khởi nương giới định huệ bác học vô lậu để diệt trừ lửa tham sân si ba độc. Mục đích học Phật pháp là phá trừ ma bệnh ba độc. Tại sao thế giới có chiến tranh? Để vì tham sân si tác quái. Nếu ai cũng trừ hết sạch tham sân si thì thế giới sẽ hòa bình, xã hội sẽ phồn vinh, gia đình sẽ mỹ mãn. Do đó mọi việc đều ở tại con người. Làm việc thiện thì phóng ra luồng chánh khí sáng rỡ, xông thẳng đến cung trời. Làm việc ác thì phóng ra luồng khí hôi hám đen tối, xông xuống địa ngục. Do đó có câu rằng, tất cả do tâm tạo. Người xuất gia phải sinh tu giới định huệ, đây là bổn phận của người xuất gia. Người xuất gia vẫn còn tham sân si giống như người tại gia, vậy xuất gia vì cái gì? Người có nương giới định huệ thì ở mọi nơi mọi thời đều nhu hòa mà chẳng căng cường, lúc nào cũng quản thúc mình, đi đứng nằm ngồi chẳng lìa khỏi nhà. Chẳng lìa khỏi nhà tức là chẳng lìa khỏi bổn phận của mình, pháp môn tâm địa của mình. Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân, tất cả ba cõi không ai bằng, vượt ngoài ngôn ngữ của thế gian, vì tánh đó chẳng có chẳng không. Pháp thân thanh tịnh của Như Lai, tất cả chúng sinh trong ba cõi không ai sánh bằng. Cảnh giới này của Phật vượt ra ngoài ngôn ngữ của thế gian, ngôn ngữ của thế gian không thể nào nói được, chẳng phải trong tâm có thể tưởng đến được, dùng lời lẽ xuất thế để nói đạo, vì bốn tánh của Phật chẳng có chẳng không có, nói nó có chăng nhìn mà chẳng thấy, nói nó không có chăng nó vẫn tồn tại. Chẳng phải tưởng nó có thì nó có, cũng chẳng phải tưởng nó không có thì nó không có. Nó thì lìa khỏi phạm vi tâm ý thức của bạn, tâm ý thức của bạn không minh bạch được bốn tánh của Phật. Không thể dùng có để cầu, cũng không thể dùng không để cầu. Có không là hai bên, chẳng phải là trung đạo. Trung đạo là chẳng có chẳng không. Minh bạch đạo lý này thì minh bạch Phật tánh. Thế nào là Như Lai? Nghĩa là thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Trong kinh Kim Cang có nói, bậc Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Như Lai giống như mặt trời trong hư không, chiếu khắp mười phương. Tuy chiếu mười phương nhưng bổn thể của mặt trời cũng chẳng đến cũng chẳng đi, Phật cũng như thế. Thế nào là thanh tịnh? Là chẳng có tất cả bụi dơ, chẳng có tất cả ô nhiễm. Nếu có một bụi trần thì không thể gọi là thuần thanh tịnh. Thanh tịnh tức là chân tâm, chỉ có một thường trụ chân tâm tánh tịnh minh thể. Tóm lại chẳng có vọng tưởng, chẳng có tự dục, chẳng có tạp niệm, tức là thanh tịnh. Thế nào là diệu pháp thân? Diệu là diệu không thể nói. Pháp thân tức là trí huệ thân, tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. Phật có ba thân, do đó thanh tịnh pháp thân Tỷ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bách ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Một niệm không sinh toàn thể hiện tức là thanh tịnh. Sáu căn hốt động bị mây che tức là nhiễm ô, chẳng có nhiễm ô tức là diệu pháp thân.
Ai không có nhiễm ô thì chứng được diệu pháp thân. Ai có tranh, có tham, có mong cầu, có sự ích kỷ, có lợi mình thì người đó chẳng đắc được diệu pháp thân. Thế nào là ba cõi? Tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục thì có tham dục, có hình sắc, có thức. Cõi sắc thì có hình sắc, có thức. Cõi vô sắc thì chỉ có thức tồn tại. Cõi dục có 6 cõi trời, đó là 1 trời tứ thiên vương, 2 trời đao lợi, 3 trời dạ ma, 4 trời đâu xuất, 5 trời hóa lạc, 6 trời thao hóa tự tại. Cõi sắc có 18 cõi trời, đó là 1 trời phạm chúng, 2 trời phạm phụ, 3 trời đại phạm, 4 trời tiểu quang, 5 trời vô lượng quang, 6 trời quang âm, 7 trời thiểu tịnh, 8 trời vô lượng tịnh, 9 trời biến tịnh, 10 trời phước sanh, 11 trời phước ái, 12 trời quảng quả, 13 trời vô tưởng, 14 trời vô phiền, 15 trời vô nhiệt, 16 trời thiện hiện, 17 trời thiện kiến, 18 trời sắc cứu kính. Cõi vô sắc có 4 cõi trời, đó là 1 trời không vô biên xứ, 2 trời thức vô biên xứ, 3 trời vô sở hữu xứ, 4 trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ba cõi cộng lại có 28 tầng trời. Tuy không chỗ nương trụ tất cả, tuy đến tất cả mà chẳng đi, như vẽ trong không, thấy trong mộng, phải quán thân Phật là như vậy. Thân Phật tuy không chỗ nương, cũng không chỗ trụ, nhưng còn chẳng có chỗ nào mà chẳng trụ, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Không tướng mà thảy đều có tướng, cho nên thanh tịnh pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi. Trong kinh Kim Cang có nói rất rõ ràng, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Phật không thể dùng sắc để thấy, không thể dùng âm thanh để cầu. Ở chỗ chẳng có sắc, chẳng có âm thanh, tức là thanh tịnh pháp thân của Phật ở tại chỗ đó. Tuy nhiên chẳng chỗ nào mà chẳng đến, nhưng cũng chẳng đi. Tại sao không đến? Chẳng không đến, vì pháp thân của Phật đầy khắp pháp giới. Không thể dùng có tướng để cầu, càng không thể dùng âm thanh để cầu. Không hình, không tướng, chẳng sắc chẳng không, cho nên mới nói không có chỗ nào mà chẳng đến, cũng chẳng đi. Pháp thân của Phật giống như vẽ ở trong hư không, lại giống như cảnh giới thấy ở trong mộng, lại giống như hoa ở trong gương. Phải quan sát pháp thân của Phật là như vậy. Đây là dạy bạn bè tất cả tướng, tức tất cả pháp, phá trừ mọi sự chấp trước, tức là chân như tự tánh. Có sự chấp trước thì chẳng có trí huệ chân chánh. Trong kinh Kim Cang có nói phạm hết thảy tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Đây là phá chấp trước của bạn. Đừng có dụng công phu trên sự phân biệt tướng phần thuộc về vật chất và kiến phần thuộc về tinh thần, phải lìa khỏi sự chấp trước tướng phần và kiến phần. Chẳng phải nói là không có tướng phần và kiến phần, mà tướng phần và kiến phần vẫn thản nhiên tồn tại. Nếu bạn chẳng có sự chấp trước thì sẽ thấy được thanh tịnh pháp thân của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm cuồng hết rồi, hết tức Bồ Đề. Tâm chấp trước của bạn nếu không còn nữa, tức là Bồ Đề. Đạo lý nói trong tất cả kinh điển tuy danh từ khác nhau, nhưng nghĩa lý là một, cho nên nói tự tánh như hư không, chân vọng ở bên trong, ngộ triết thể xưa nay, một thông tất cả thông. Minh bạch được một thứ thì mọi thứ đều minh bạch. Các pháp có không trong ba cõi, không thể ví dụ với Phật được. Ví như núi rừng, chim thú thảy đều nương hư không để mà ở. Pháp hữu vi và pháp vô vi ở trong ba cõi, hết thảy tất cả pháp đều không thể ví dụ được với Phật. Tại sao? Vì pháp của Phật nói đã vượt qua ngoài phạm vi pháp hữu vi và pháp vô vi. Ví như núi rừng, chim thú, vân vân, thảy đều nương hư không mà tồn tại, tức cũng là nương hư không mà ở. Biển cả mani vô lượng sắc, thân Phật khác biệt cũng như thế, Như Lai chẳng sắc, chẳng sắc, tùy ứng mà hiện không chỗ trụ. Biển cả mani báu có vô lượng màu sắc, do đó vạn tía ngàn hồng màu sắc chói mắt, thân Phật khác biệt cũng như thế, có vạn luồng hào quang chiếu trời chiếu đất, có vô lượng nhan sắc quang minh hiển bày chiếu sáng. Pháp thân của Phật không thể dùng sắc tướng cầu, ở trong chẳng sắc chẳng không sắc. Phật tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà ứng hiện, vì chúng sinh thuyết pháp nhưng không chỗ trụ. Nếu chẳng có chúng sinh thì cũng chẳng có pháp, chẳng có pháp thì cũng chẳng có Phật. Do đó có câu tâm Phật và chúng sinh cả ba chẳng khác biệt. Tâm pháp tức là Phật pháp, Phật pháp tức là chúng sinh pháp, chúng sinh pháp cũng là tâm pháp. Tất cả pháp này đều là Phật pháp. Tuy đều là Phật pháp nhưng đừng chấp trước tướng để cầu Phật pháp. Nếu dùng có tướng và vô tướng để cầu Phật pháp thì dù có cầu đến khi nào cũng không minh bạch được Phật pháp. Hư không chân như và thật tế, niết bàn pháp tánh tịch diệt thảy, chỉ có pháp chân thật như vậy có thể hiển bày nơi Như Lai. Hư không chân như thật tế, niết bàn pháp tánh tịch diệt vân vân, những danh từ này đều là pháp chân thật, là tuyệt đối chẳng phải đối đãi.
Những pháp này mới hiển bày được trí huệ đức tướng, biển công đức chân thật không hư của Phật. Thế nào là hư không? Tức là chẳng có tất cả tướng, nếu có tất cả tướng thì chẳng phải là hư không. Do đó có câu không hình chất là hư, không chướng ngại là không. Thế nào là chân như? Tức là bổn thể của các pháp. Lìa hư vọng mà chân thật là chân, thường trụ không đổi là như, chẳng có gì mà chẳng như, vẫn còn chẳng như thì chẳng phải là chân như. Thế nào là thật tế, tức là vô tướng, cũng là lìa tướng, là lý thể hoàn toàn chân thật. Thật tế này là lìa tướng, lìa lời nói tướng, lìa tâm duyên tướng. Thế nào là niết bàn, tức là chẳng sinh chẳng diệt. Niết bàn có thường là ngã tịnh bốn đức, hai cái chết vĩnh viễn diệt hết là thường, thọ dụng giải thoát là lạc, chứng chân pháp thân là ngã, tuyệt không nhiễm ô là tịnh. Thế nào là pháp tánh, tức là bổn tánh của pháp, tại nhiễm, tại tịnh, tại có tỉnh số, tại chẳng tỉnh số, tánh đó chẳng đổi chẳng thay nên gọi là pháp tánh, tức cũng là thật tướng chân như. Thế nào là tịch diệt, thể tịch tĩnh, lìa tất cả tướng, chẳng có gì để nói, niết bàn, tức là tướng tịch diệt. Bụi cõi tâm niệm biết được số, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Tâm niệm nhiều như bụi cõi vốn không thể tính đếm được mà bạn có thể tính đếm được. Nước trong biển lớn vốn không thể uống hết được mà bạn có thể uống hết được. Hư không chẳng có bờ mé vốn không thể nào dò lường được mà bạn có thể dò lường được. Gió thì không hình không tướng, không cách gì có thể buộc nó được mà bạn có thể buộc nó lại được. Những sự việc này không thể làm được mà bạn có thể làm được. Nhưng công đức của Phật bạn không có cách gì có thể nói hết được, dù hết thuộc vị lai cũng nói không hết được. Nếu ai nghe biển công đức này mà sinh hoan hỷ tâm tin hiểu, như chỗ khen ngợi đều sẽ được, cẩn thận đừng sinh lòng hoài nghi. Nếu có người nghe được biển đại công đức của Phật mà trong tâm sinh đại hoan hỷ, sinh tâm tin hiểu, do đó có câu tin là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành. Nếu hay khen ngợi tán thán công đức của Phật thì bạn cũng sẽ đắc được công đức này. Nhưng đừng có tồn tại tâm khen ngợi tán thán công đức của Phật cho rằng mình sẽ đắc được công đức của Phật. Nếu có tâm xí đổ như thế để khen ngợi tán thán công đức của Phật thì tuy không thể nói là không có công đức, nhưng công đức không được viên mãn. Chúng sinh thế gian vì nghiệp chướng sâu nặng cho nên từ vô lượng kiếp đến nay chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng gặp được Tăng. Ở trong sáu nẻo luân hồi trôi nổi không ngừng, không biết khi nào mới chấm dứt. Nhưng biển khổ không bờ hồi đầu là bến, chúng ta học Phật Pháp tức là dạy bạn tức thời hồi đầu thì sẽ trở về nhà quê hương vốn có của mình, tức là cõi thường tịch quang tịnh độ. Chúng ta tu hành Phật Pháp, tu hành Phật Đạo chỉ cần tinh tấn hướng về trước, đừng có tâm cầu xí đồ hy vọng đắc được những gì. Do đó có câu không chí cũng không đắc, nếu có tâm tham cầu thì đó là tà tri tà kiến. Học Phật Pháp phải đừng có sự tham cầu, làm mà không mong muốn gì hết, hành sở vô sự. Nên nhớ, đừng có sinh tâm hoài nghi đối với kinh điển, đừng có sự không tin nghĩa lý nói trong kinh điển. Phàm là kinh điển đều là từ miệng Đức Phật nói ra. Đức Phật là bậc thánh nhân tuyệt đối không nói dối. Bạn phải dứt nghi, sinh niềm tin, đó là thái độ của người học Phật Pháp phải có. Bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này bắt đầu giảng vào tháng 6 năm 1971, đã giảng hơn 8 năm. Đến hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 1979 mới giảng xong Kinh Hoa Nghiêm. Một số pháp hội giảng kinh khi giảng kinh viên mãn, thông báo cho các cư sĩ, họ Trương, hộ pháp họ Lý, tất cả đoàn thể Phật giáo biết để kết thúc viên mãn công đức của sự giảng kinh. Chúng ta giảng kinh chẳng có nghi thức này, nhưng từ San Francisco đến đây hơn 10 vị thiện tín, đến đúng ngày kết thúc giảng kinh để viên mãn công đức. Hôm nay đem công đức giảng kinh Hoa Nghiêm, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, đến nghe kinh Hoa Nghiêm, hồi hướng cho tất cả chúng sinh hộ trì pháp hội Kinh Hoa Nghiêm, nguyện pháp giới hữu tình, đồng viên chủng trí đều cùng thành Phật đạo. Hết tập 24.